đời vẫn nên vui vui. Đà ma phần tê giả xin vâng. Sĩ la sugatan yanti, sĩ la na phu ka samada, sĩ la ni ni putan yanti, tasma sĩ la viso tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín ra đáng thọ tùy dễ luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại thay mặt đại chứng trong room, con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh và từ bi hoan hỷ, thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng phật tử chúng con, với lòng thành kính làm lễ tán tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin nổi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh, và nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh đạo trì quý giới, và đến giờ ôn bài hôm nay, đạo tràng sẽ lại ôn bài bài kinh pháp cú số 183 mà học ngày hôm qua. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính cung thiền đại đức Tuệ Đức Từ Bi Hoan Hỷ ôn bài kinh pháp cú số 183. Dạ, con xin được cung thiền đại đức Tuệ Đức ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tổ, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh pháp cú câu số 183. Sappapapassakaranang kusala sa upasampada sacit tapariyo dappanang ê tăng buddha na sa sa năng, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Vui thay điều ác không làm, vui thay việc thiện lại chăm làm hoài, tự tâm thanh lọc trong ngoài, ấy là giáo pháp trọn đời tôn sư. Là phổ thơ của ngài hòa thượng Giới Đức. Và con xin kệ. Sappapassakaranang kusalasa upasambada sacit tapariyo dappanang etang buddhana sasanang sappapassakaranang kusala sa upasambada sacitta pariyo dappanang etang buddhana sasanang sappapassakaranang kusala sa upasambada sacitta pariyo dappanang etang buddhana sasanang. Chắc con xin hết ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú lâm thai, con thành kính tri ân đại đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 183. Sappapassakaranang kusala sa upasampada sa citta pariyo dappanang etang buddha nasa sanang sappapassakaranang
Kusala sa upasambada sa citta pariyo dapanang e tang buddha nasa sanang sapapa pasa akaranang kusala sa upasambada sa citta pariyo dapanang e tang buddha nasa sanang không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sappapa passa akaranam kusala sa upasampada sacitta pariyo dappanam etang buddhana sasanam. Vui thay điều ác không làm, vui thay việc thiện lại chăm làm hoài. Tự tâm thanh lọc trong ngoài, ấy là giáo pháp trọn đời tôn sư. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Minh Phương. Dạ, sa thú kính cảm ơn Xích Cạn Đông. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thường Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú 183. Sắp bá bà bát xá á cá rá năng cú xá lát xá ú bá xâm phá đà sa chít tá phá rí dô đá phá năng ê tăng bút thà ná xà xá năng sắp bá bà bát xá á cá rá năng cú xá lát xá ú bá xâm phá đà sa chít tá phá rí dô đá phá năng ê tăng bút thà ná xà xá năng sắp ba bà bát xá a ca ra năng cú xá lát xá u ba sầm ba đà sa chi ta pa ri yo đa pa năng ê tăng bút thà ná xa xá năng không làm mọi điều ác thành tựu các hạnh lành tâm ý giữ trong sạch chính lời chư Phật dạy. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Vui thay điều ác không làm, vui thay việc thiện lại chăm làm hoài, tự tâm thanh lọc trong ngoài, ấy là giáo pháp trọn đời tôn sư. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Xích Trần Đạo. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tỳ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Kính chào ông chị Tâm Đạo Tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 183. Sập ba 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 ba
Sambara Sakita Pariyoda Panang Etang Buddha Nasasanang Sabba Papatsa Akaranang Kusalasa Upasambara Sakita Pariyoda Panang Etang Buddha Nasasanang. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý nghĩ trong sạch. Chính lời chư Phật dạy, đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sập ba 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 thư xạ ca ra nắng cú sa la sa ủ ba sang ma đa sa chít ta ba ri yô đa ba nắng
ê tăng bút tha đà sa sa năng. Vui thay điều ác không làm, vui thay việc thiện lại chẳng làm hoài. Tự tâm thanh lọc trong ngoài, ấy là giáo pháp trọn đời tôn sư. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Tế Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Cảm ơn Vatsana đã bót bài. Con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thu lần thầy Sita Trần Đạo. Nam mô Buddha giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sang Kha giá. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh Pháp Cú số 183. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Sabbapapassa akaranang kusalassa upasampada sacitta pariyodapanang etang putthana sasanang. Sabbapapassa akaranang kusalassa upasampada sacitta pariyodapanang etang putthana sasanang. Sabbapapassa akaranang kusalassa upasampada sacitta pariyodapanang etang putthana sasanang. Sabbapapassa akaranang kusalassa upasampada sacitta pariyodapanang etang putthana sasanang. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Bản dịch của ngài Minh Châu. Vui thay điều ác không làm, vui thay việc thiện lại chăm làm hoài. Tự tâm thanh lọc trong ngoài, ấy là giáo pháp trọn đời tôn sư. Bản phổ thơ của ngài Di Đức. Nam mô Phật Thà Gia Còn xin được xin mời pháp nguồn Lào Cai tiếp theo. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn, con kính lễ cô tu nữ Tự Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin được kệ câu Pháp Cú 183 dạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho biết âm thanh nghe rõ. Dạ, cảm ơn Nguyên Quốc Thân ạ. Con xin được kệ ạ. Sabbapapassa akaranang kusalassa upasampada sacitta pariyodapanang etang buddha nasasanang. Sabbapapassa karanang pusalasa upasambada sacitta pariyodapanang etang buddha nasasanang. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay điều ác không làm, vui thay việc thiện lại chăm làm hoài. Tự tâm thanh lọc trong ngoài, ấy là giáo pháp trọn đời tôn sư. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Dạ, con đã kể và đọc xong ạ. Con xin được xuống mic mời một vị khác ạ. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo.
Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Nhẫn và con kính Đại Đức Minh Mẫn ạ. Con xin sám hối. Và quý sư hiện con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin đọc bài câu pháp cú 183. Sắp ba bà bát sa kara nàng cu sa lát sa u ba sam ba đà sa ta chít ba ri đồ đa ba nàng bút thà na sa sa nàng sắp ba bà bát sa kara nàng cu lát sa u ba sam ba đà sa chít ta ba ri đồ đa ba nàng e tăng bút thà na sa sa nàng không làm mọi điều ác, tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Đấy là bản tịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sam ba bát sa a ca ra năng cù lát sa u ba sam ba đa sa chít ta ba ri rô đà ba ba năng e tăng bút tha na sa sa năng sập ba bát sa a ca ra năng cù lát sa u ba sam ba đa sa chín ta ba ri rô đà ba năng e tăng bút tha na sa sa năng vui thay điều ác không làm, vui thay việc thiện lại chăm làm hoài, tự tâm thay trong ngoài, ấy là giáo pháp trọn đời tôn sư. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con xin kính mời vị kế tiếp. Dạ, con cảm ơn chú Pháp Thà Ná đã bót bài. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn Văn Thanh. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn cô Trần Đạo, cô Rạng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, Như Pháp nhìn chưa thấy có Thích Thi Na vào. Dạ, bây giờ thì con xin được ôn bài câu Pháp Cú Kinh. Dạ, con đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh ạ. 183. Dạ, cảm ơn Quỳnh Vách Thanh Á đã cho bài học. Sắp ba 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 sa akara nang kusala sa ubasam bada sa chitta bat di yo da ba nang e tang buat tha na sa sa nang sap ba 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 sa akara sap ba 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 sa akara nang kusala sa ubasam bada sa chít ta ba đi dơ na ba năng e tăng buộc tha na sa sa năng sa ba 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 sa ca ra năng cu sa la sa u ba sam ba da sa chít ta ba đi dơ na ba năng e tăng buộc tha na sa sa năng không làm điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Sabba bassa akara nang kusala sa
Upasambada Sacitta Bariyo Dabbanang Etangutha Nasasanang Sabbababasaarakanang Kusalasa Upasambada Sacitta Bariyo Đi vô đa ba năng Ê tăng vụt tha Nà xa xa năng Sạp ba ba xa A ca ra năng Cú sa la xa U ba xăm ba đa Sa chít ta ba ri yô đa ba năng Ê tăng bút tha Nà sa sa năng Vui thai điều ác không làm Vui thai việc thiện đại chăm làm hoài Tự tâm thanh lọc trong ngoài Ấy là giáo pháp trọn đời tôn sư Và đây là bản Phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức Như pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ. Nhìn hoài chưa thấy có Christina vào mà cũng đã hết giờ rồi. Còn sớm có mấy phút thôi. Dạ con xin phép để tri ân đạo tràng và cung thỉnh pháp sư. Dạ. Nam mô Bích Hai giá. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ. Tiên phong ông bài pháp của kinh số 183. Như pháp kính cảm ơn cô Rạng Đông, Quang Thanh, Vinh Quát Thanh Ná, cô Trần Đạo. Nguồn Lào Cai, cô Minh Phương đã hoan hỷ ôn bài câu pháp quốc kinh số 183. Và bây giờ thì cũng đã còn sớm được vài phút để học bài mới. Và con không biết đại đức Minh Mẫn có thể cho con thỉnh pháp sư được không ạ? Dạ, con xin thỉnh pháp sư sớm mấy phút. Xin sư cho con biết được tín hiệu để con có thể cung thỉnh pháp sư. Dạ, sa thú lành thai, con kính tri ân sư. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp nắm tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đà Hà Sa Phạm Thiên vẫn ngầm ngồi khẩn khoản Phật nhận lời nhân trần dị hơi Viết lòng mở đạo dạy đời Nhâm vương lộc gia ngài dời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy thính giữ pháp từ Đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn Rồi từ đó mở mang giao pháp bóng mười lăm hà chợp vẹn toàn Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian Bởi nhân cơ tính rõ ràng Thịnh thuyết pháp nói đàn tự bi Chúng sanh ngồi khắp chúng đi Tối mê cầu được trí trí vẹn toàn Nam mô Buddhaya và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn Từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 184. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, cho con bạch với đại đức Minh Mẫn hôm nay thì ở bên Mỹ chúng con thì đã đổi giờ tức là 8 giờ
ở bên Việt Nam thì cũng là 8 giờ ở bên Mỹ, ở bên Houston. Và con cung thỉnh sư có thể giảng pháp sớm cho chúng kết thúc sớm để chúng con vài phút để chúng con kịp thời mà qua bên kia. Nhưng mà hôm nay thì Thượng tọa Minh Hạnh và con phải rời room sớm trước 20 phút. Nhà con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã từ bi hoan hỷ quán đổi với Đại Đức Đại Nhẫn để chúng con không mất một buổi học nào. Nhà con kính tri ân rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì con kính nhân Minh Đến Sư ạ. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh là Đức Tuệ Đức cùng chư tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Dạ, quý vị nghe âm thanh ok ha, có nhỏ hay có quá to gì không? Ồ, cũng hơi nhỏ hả? Có người nói hơi nhỏ mà có người nói hơi to. Ý xin lỗi, có người nói hơi nhỏ mà có người nói vừa rồi rõ là như thế nào? Là cái máy này của chúng tôi mua đó là từ hồi cái thời mà bác gì mà ở bên Pháp á, xin thú vị, bác già già. Rồi bác chê, bác nói cái máy chúng tôi nghe nó nhỏ quá, thành ra mua thì là cũng lâu lắm rồi đấy, xin thú vị. Dạo gần đây á, nó bị cháy pin, nó bị hư pin rồi nó hư lung tung. Cái cách này chừng tức là lần trước mà chúng tôi lên giảng đó, thì là lúc đó mới vừa đi sửa về. Thì thành ra đó là không biết cái âm thanh hiện giờ đó so với lúc trước đó là nó có thay đổi gì không. Lúc trước mà mỗi lần giảng đó thì gì nhớ chúng tôi phải chỉnh nó lên đó. Còn lần trước về giảng thì không có nghe quý vị nói gì hết, nói ok. Thì thành ra là lần này giảng thì chúng tôi cũng để vậy luôn. Nếu quý vị mà nghe được đó thì chúng ta tiếp tục thôi quý vị ha. Nghe hơi nhỏ hả? Vậy để chúng tôi chỉnh nó to lên tí ha. Level nó mới có 50 nè. Vì giờ lên 70 thử ha. Rồi lên 70 rồi đó. Giờ 70 này chắc là nghe to hơn được một chút. Còn nếu mà quý vị nghe mà nhỏ nữa thì là tăng lên 90 hoặc là lên 100. 70 là giờ là tốt rồi ha. Rồi sa thú kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh cùng toàn thể bà con chúng ta đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, tuần trước đó thì không biết là chúng tôi ăn cái gì đó làm cho nó bị trúng thực sao đâu mà nó uể oải, nó mệt, rồi nói nó cũng không có ra hơi luôn á. Thành ra đó là cô tu nữ Như Pháp gọi chúng tôi đó thì cũng không có bắt máy mà chỉ có chat thôi. Còn hôm qua đó thì là ngày pháp lễ ở chùa. Ở chùa chỉ định cho chúng tôi giảng trước đó một tuần rồi. Thành ra đó là không có thể từ chối được. Biết trước vậy đó, có rộng thời gian vậy đó thì chúng tôi sẽ báo cho ban điều hành của Zoom
nhờ ban điều hành của Room tìm giảng sư để quán chuyển được. Còn khi nào mà cận giờ quá đó thì chúng tôi cũng xin sám hối với chư Tôn Đức, sám hối với bà con thôi chứ biết làm sao giờ. Rồi hôm qua sư tự nhẫn giảng, thành ra hôm nay chúng tôi sẽ giảng lại. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 184. Chúng tôi sẽ đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ Pháp Cú số 184 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất: Khanti paramang tapo titikha. Khanti paramang tapo titikha. Đoạn thứ hai: Nibbanang paramang vadanti buddha. Nibbanang paramang vadanti buddha. Đoạn thứ ba: Nahi pappacitto parupakhati. Nahi pappacitto parupakhati. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng: Samano ho tipparang vihe thayanto. Samano ho tipparang vihe thayanto. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 4 từ. Từ đầu tiên, khanti. Khanti đây là một danh từ nữ tính, tận cùng vị ngữ y, giữ nguyên. Thành ra đó là chúng ta hiểu chia theo chủ ích. Khanti có nghĩa là sự nhẫn nại, sự kham nhẫn, sự chịu đựng. Rồi từ thứ hai, paramang. Paramang là parama chia theo đối cách, chia theo cách thứ hai. Thành ra nó có cái hình thức là ăn. Parama, parama là cao thượng, là tối thượng, là thù thắng. Từ thứ ba, tapo. Tapo là tapa, chia theo chủ cách. Thành ra nó có hình thức là ô. Chữ tapa này nè, tapa này có chỗ dịch đó là khổ hạnh, nhưng mà trong thanh tịnh đạo đó, trong thanh tịnh đạo đó thì dịch đó là tinh cần. Xin lỗi quý vị, là nhiệt tâm nha. Nhiệt tâm và thận trọng, tỷ kheo ấy thoát triền. Hoặc là ở trong tương ưng kinh, trong tương ưng kinh cũng dịch là nhiệt tâm, tập phá. Mà chữ tập phá này đó ha, nếu mà mình dịch theo nghĩa cho nó chuẩn từ Bali đó, là sự thiêu đốt. Tập phá đó nó từ cái động từ là tập phát tí, thiêu đốt, đốt cháy. Rồi từ cuối cùng, titikha. Titikha đây là một danh từ nữ tính. Danh từ nữ tính, tận cùng vị ngữ A. Mà đây không có chia thì mình hiểu đó là chia theo chủ cách số ít. Titikha đây đó có nghĩa là sự kiên nhẫn hay sự chịu đựng. Titikha đây nó cũng gần 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 giống như là chữ khanti, kiên nhẫn chịu đựng, sự kiên nhẫn sự chịu đựng. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai.
Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên Niết Ba Năng là Niết Ba Na, mà chia thành đôi cách. Niết bàn dịch âm đó là Niết bàn á, dịch âm đó là Niết bàn hay là Niết bàn. Còn dịch nghĩa đó là sự vắng lặng, sự tịch tịnh. Từ thứ hai Paramang chúng ta đã lấy nghĩa trên. Từ thứ ba Quá Đăng Tí là Quá Đá Tí. Quá Đá Tí, động từ Quá Đá Tí chia theo ngôi thứ ba số nhiều. Ngôi thứ ba số nhiều ở đây đó là Buddha. Quá Đá Tí là nói hay là giảng dạy. Từ cuối cùng Buddha. Buddha danh từ năm tính tận cùng, vị ngữ Á, chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái hình tả A. Buddha chia theo chủ cách số nhiều. Buddha ở đây mình dịch đó là dịch âm đó là chư Phật. Mà mình dịch theo cái nghĩa đó, chữ Buddha đó là sự giác ngộ hay là giác giả. Mà đây số nhiều, thành ra mình dịch đó là chư giác giả. Nếu mà dịch chư giác giả thì nó cũng là tiếng Hán đó nha, xin thưa quý vị. Thôi mình quen rồi, hồi đó giờ mình dịch chữ Buddha đó là chư Phật. Rồi chúng ta bước sang đoạn tiếp theo, đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên ná, đây là một cái bất biến từ phủ định, có nghĩa là không. Từ thứ hai cũng là một bất biến từ, mà bất biến từ này đó là khẳng định, xác định. Chữ hí này có nghĩa đó là thật vậy, đúng vậy, quả vậy. Rồi từ tiếp theo Pappacitto, đây là một cái Pappacitto là Pappacitta chia theo chủ cách số ít. Pappacitta là quá khứ phân từ của cái động từ Pappacatti. Pappacatti là xuất gia. Thành ra đó là quá khứ phân từ ở đây đó mình hiểu ha, nó giống như là một cái danh động từ vậy đó. Thì một danh động từ ở đây đóng vai trò chức năng là danh từ chỉ cho người. Do đó mình dịch là người. Pappacitta là xuất gia, thì Pappacitta là người xuất gia. Người xuất gia hay bậc xuất gia. Rồi từ tiếp theo Parupakkhati. Parupakkhati. Mình này giữ nguyên đi ha. Chứ giờ mà gì đó tắt nữa đó thì nó sẽ rất là phiền. Nhưng mà thôi tắt đi ha, tắt thì bà con mới thấy được. Parupakkhati đó. Parupakkhati. Cái từ, nguyên cái hợp từ này nè, là lấy theo nghĩa danh từ, chia theo chủ cách số ít. A chữ ti ở đằng sau đó ha, y là danh từ vị ngữ y. Rồi Parupakkhati từ cái hợp từ là para cộng với là upakkhati. Para là khác, người khác. Upakkhati đó là sự giết hại, sự làm tổn hại.
thành ra đó là parupakhati. Parupakhati đó, ở đây mình cũng dịch là người ha, người làm tổn hại người khác hay là giết hại người khác. Và cái câu thứ ba này nè, mình thấy không có động từ. Thì những câu không có động từ mà mình thấy các cái danh từ ở trong đó đều chia theo ở chủ cách, thì mình phải hiểu là có một cái động từ ngầm, động từ ngầm to be, như là hô tí hoặc là lá phát tí hoặc là phá quá tí gì. Rồi lát nữa dịch văn xuôi chúng tôi sẽ nói. Tới đoạn cuối cùng, đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên Samano. Samano. Samano là Samana, chia theo chủ cách số ít. Chữ Samano này là chữ Na, chữ No ở sau sư tư vị, thì chữ Na nó chấm ở dưới ha. Chúng ta thấy làm như là cô Như Pháp đưa lên với cái chữ Na chấm ở trên. Không phải chấm ở trên đâu nha, mà chấm ở dưới. Thì Samana dịch âm đó là sa môn đó, mà dịch theo cái nghĩa đó là bậc tịnh giả. Samana, sama là tịnh lặng. Từ hô tí, đây là động từ to be, chia theo chủ cách Samana. Samano là ngôi thứ ba số ít. Từ thứ ba Parang. Parang hồi nãy chiếc nghĩa ở trên chúng tôi cũng đã có lấy nghĩa rồi. Para là cái khác, người khác. Para chia theo đối cách số ít, tức là cách thứ hai số ít. Rồi từ cuối cùng Quý Hê Thái Giang Tô. Quý hệ thế danh tô, đây là một cái hiện tại phân từ. Cái hiện tại phân từ này chúng ta thấy là ô ở đằng sau đó, cho nên là chia theo chủ cách số ít, tức là chia theo samano. Thì quý hệ thế danh tá đó có nghĩa là làm tổn thương hay là hãm hại. Làm tổn thương, là hãm hại ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Khanh ti, ở đây hai từ này chúng ta gom chung ha. Khanh ti tít tít kha, kham nhẫn và chịu đựng. Cái câu này chúng ta cũng thấy không có động từ, thành ra chúng ta cũng ngầm hiểu có cái động từ to be. Kham nhẫn và chịu đựng là tapo, sự khổ hạnh. Hay là sự nhiệt tâm, paramang tối thượng. Rồi câu thứ hai, Buddha chư Phật quá đan tí nói hay là dạy rằng niết bàn năng, niết bàn paramang là tối thượng. Rồi đoạn thứ ba, thí thật vậy. Pappacito, bậc xuất gia na không, parupakhati,
bậc xuất gia là người không làm tổn hại người khác. Đoạn thứ tư, Samano Samon Hồ Tí là quý hề thái danh. Làm tổn thương ba răng người khác. Rồi chúng tôi dịch vậy quý vị theo dõi kịp không? À, đó là chúng tôi dịch văn kệ nhưng mà theo phong xuôi đó. Rồi kính tri ân quý vị đã cho biết là theo dõi kịp. Câu chót hả? Câu chót là Samano Samon Hô Tí là Quý Hê Thái Giang Tô. Cái này là nó có thêm một chữ ná nữa nè, mà cái này thiếu mất cái chữ ná rồi nè. Thành ra chúng ta phải hiểu là có cái chữ ná ha. Vậy là chữ ná ở trên nó gánh cho cả hai câu á. Sa môn là người không quy hề thái giam tô làm phương hại tổn hại phá răng người khác. Kính riêng cô Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 184. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô, tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay, tức là học về duyên sự và học về ý nghĩa của câu kệ. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Abhivadami Vakato Phakavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakavato Savaka Sangho Sangkhang Namami Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học câu kệ Pháp Cú số 184. Câu kệ này nằm trong phẩm Bút Tháo Quát Gá, phẩm Phật Đà. Câu kệ này cùng với hai câu kệ nữa là câu kệ Pháp Cú số 183 và số 185. Ba câu kệ này có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tấu Á Ná, đề cập đến câu hỏi của trưởng của tôn giả Ananda là có một lần nọ tôn giả Ananda đang ngồi nơi cư ngụ của mình đó, vào ban ngày. Bây giờ đó tôn giả mới khởi lên một cái thắc mắc, một cái suy nghĩ như vậy. Bậc đạo sư đó,
chỉ thuyết về các cái sự kiện liên quan đến bảy vị Phật quá khứ đó, như là nói về cha nè, mẹ nè, tuổi thọ nè, cây bồ đề nè, rồi các kỳ đại hội nè, rồi là thượng thủ thinh văn nè, và các thí chủ của các vị Phật đó thôi. Mà ngài không có hề nói về Ubosatha, tức là lễ phát lồ của chư Phật quá khứ. Không biết là lễ phát lồ của chư Phật quá khứ có giống với vị Phật hiện tại không, hay là có cái sự khác biệt. Cái suy nghĩ thắc mắc vậy khởi lên, thì tôn giả Ananda mới đi đến Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi cái mới trình bày cái thắc mắc của mình lên Đức Thế Tôn. Nương đó đó, Đức Thế Tôn ngài mới dạy cho tôn giả Ananda. Ngài nói này tôn giả Ananda, cái nội dung Ubosatha hay là nội dung phát lồ của các chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều giống nhau, chỉ có khác nhau về thời gian thôi. Thì vì sở dĩ mà có khác nhau về thời gian đó đó, là vì do cái tuổi thọ của mỗi mỗi vị Phật đó khác nhau. Có vị Phật đó tuổi thọ sống đến 10.000 năm, có vị Phật đó thì sống mấy ngàn năm, có vị Phật thì sống 1.000 năm. Nhưng mà như Lai nè, tức là Đức Phật Gotama đó, thì tuổi thọ có 100 năm thôi. Do vậy đó mà cái thời gian phát lồ đó khác nhau. Thời gian phát lồ khác nhau. Thành ra đó là ở trong cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Gotama đó, thì thời gian phát lồ đó một tháng hai kỳ, tức là cứ nửa tháng thì phát lồ một lần. Còn các cái vị Phật khác đó, thì có vị đó năm, có vị 6 tháng, có vị đó là 6 năm, vân vân. Đó là nó liên quan tới cái tuổi thọ của các vị đó. Đức Phật ngài giảng giải về cái sự sai biệt khác nhau về thời gian phát lộ của chư Phật quá khứ vậy rồi, bắt đầu đó là ngài mới giải tiếp. Ngài nói này Ananda, còn Ubosatha của Như Lai hiện tại nè, thì cứ nửa tháng đó là hành một lần. Vì lời dạy của Như Lai trong một ngày, và một cái ngày đó đó thì nó có cái hiệu lực được nửa tháng. Còn cái nội dung hay là lời giáo giới của các chư Phật đó, quá khứ, hiện tại, vị lai đó, thì đều giống nhau cả, không có sai khác. Và để nói lên cái sự độc nhất của chư Phật về Ubosatha đó, ngài mới thuyết lên cùng một loạt 3 câu kệ. Hôm qua chúng ta đã học câu kệ Pháp Cú số 183 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học đến câu kệ Pháp Cú số 184. Câu kệ số 184 này, Đức Phật ngài dạy: Khanti paramang tapo titika nibbanang paramang vadanti buddha nahi pappacito parupakhati na samano hoti parang vihe thayanto. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Còn ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là: nhớ xưa chư Phật dạy rằng khổ hạnh nhẫn nại niết bàn tối cao, xuất gia không hại người nào, sa môn chẳng dính trượng đau giữa đời. Rồi có cái
bản dịch văn của chúng tôi nữa. Thì đây là ba cái phần việc dịch, ba phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali cùng với duyên sự mà chúng tôi mới vừa trình bày với quý vị. Thì xin thưa với toàn thể quý vị, cả ba cái câu kệ này, câu kệ 183, 184 và 185, ba câu kệ này nè, gom chung lại thành một cái bài kinh. Và cái bài kinh này có cái tên gọi là Ovada Patimokkha. Patimokkha Sutta. Dịch là kinh giải thoát giáo. Giải thoát giáo tức là giáo giới về cái sự giải thoát của chư Phật. Thì cái bài kinh này đó, nếu bà con chư Phật tử chúng ta mà có nghiên cứu đó thì biết là bài kinh này Đức Thế Tôn Ngài thuyết vào dịp đó là rằm tháng giêng. Dịp rằm tháng giêng. Rồi nữa nè, đây là ba cái bài, ba câu kệ mà gom chung lại đó là thành một cái bài kinh. Và bài kinh này nè là cái bài kinh mà chư Phật nói chung và Đức Phật Gautama nói riêng tụng ở trong ngày Ubosatha. Thời kỳ đầu của Đức Phật hiện tại này nè, xin thú thì chư người người tu đó, chư tăng này, rồi chư ni, đa số đó đi vô tu, rồi Đức Thế Tôn này cho tu theo cái hình thức là ê hiếp phí khu hoặc là ê tháp phí khá quê. Thì chư tăng chư ni đó thành thánh liền. Do đó cái hội chúng ban đầu của Đức Thế Tôn đó toàn là thánh không. Mà mình hiểu thánh thì là đâu có phạm ngũ giới thập điều nữa. Để xem như đó, đó là một cái hội chúng cực kỳ trong sạch, cực kỳ thanh tịnh. Thành ra là gì? Đức Thế Tôn ngày chưa có ban giới luật. Chưa có ban các cái giới luật để mà cấm chế tỳ kheo không được làm như này này này, sa di không được làm dạy dạy dạy, tỳ kheo ni không được làm dạy dạy, sa di ni không được làm dạy dạy dạy, chưa có. Do đó đó, chỉ cần cái bài kinh này tụng đọc trong cái ngày Ubosatha là xem như đủ rồi. Và một thời gian sau đó người vô tu càng ngày càng đông, lúc đó có phàm thánh lẫn lộn nè, mà cứ có phàm đi đâu đó thì xin thưa quý vị đó ha, là còn gây ra lỗi lắm. Thì khi trong hội chúng có phàm tăng xen kẽ vào đó thì hội chúng đó không còn thanh tịnh nữa. Thì lúc đó đó, một là Đức Thế Tôn ngài ban hành các cái giới luật để cấm chế. Thứ hai, từ đó về sau ngài không còn hành cái lễ Ubosatha cùng với chư tăng, mà chư tăng hành Ubosatha riêng mỗi tháng hai kỳ. Và do chư tăng phàm vô đông càng ngày càng đông vậy đó, thì thành ra đó là các cái giới luật, các cái điều luật được Đức Thế Tôn ngài ban hành, ngài cấm chế càng ngày càng nhiều đó. Do đó ngày nay đó chúng ta mới thấy đó là chư tăng mà mỗi lần hành sắc lồ đó là hành Ubosatha đó, thì phải tập tụng đọc giới bổn, tụng đọc giới bổn đến 227 điều lần. Đọc nếu mà dù vị nhào nào mà đọc cái giọng mà nhanh nhanh đó xin thưa quý vị thì cũng gần cả tiếng đồng hồ đó mới xong đó. Đó, còn ba cái bài này, ba câu kệ này nè, tức là bài kinh này nè, thì quý vị nghĩ tôi đọc chừng bao lâu? Chắc chừng 2 phút. Đó, 2 phút xong rồi. Đó, thì nói để bà con chúng ta hiểu thêm vậy đó.
Hồi cái thời kỳ mà hội chúng toàn là thánh tăng không đó thì Ubosatha bằng cái bài kinh này thôi. Sau này đó Ubosatha đó mới tụng đọc giới bổn nhiều lần. Do đó đó ba cái câu kệ này chúng ta hiểu ha, đây là bài kinh giải thoát giáo. Ba câu kệ này nè cũng là cái bài kinh mà thời tiền của Phật giáo đó, Đức Phật cùng với thánh chúng tụng đọc trong ngày Ubosatha. Hôm nay chúng ta nghiên cứu qua ý nghĩa của câu kệ thứ hai. Tức là cái bài kinh này người ta các cái vị kiết tập đó người ta phân ra làm ba bài, ba câu kệ. Bây giờ ba câu kệ này nè được ghi lại ở trong kinh Pháp Cú. Hôm nay chúng ta học ý nghĩa của câu kệ thứ hai để chúng ta biết. Đó là hồi xưa đó, hồi cái thời kỳ đầu đó, chư Phật, Đức Phật cùng với chư Thánh đó, hành pháp lộ ra làm sao. Câu kệ thứ hai, Đức Phật ngài dạy là Khanti Paramang Tapo Titika. Nhẫn nại và chịu đựng là khổ hạnh tối thượng. Hoặc là sự thiêu đốt phiền não đó, tối thượng. Hoặc là sự nhiệt tâm tinh cần đó, tối thượng. Cái chữ tapo mình hiểu theo ba nghĩa vậy. Chữ tapa, tapo này đó cũng dịch là sự khổ hạnh. Chữ tapo tapa này đó cũng dịch đó là sự thiêu đốt. Chữ tapo tapa này đó cũng dịch là sự nhiệt tâm tinh cần. Thì nhiệt tâm tinh cần ở đây đó cũng hướng đến từ bỏ tham lam sân hận si mê. Rồi nếu mà dịch là thiêu đốt đó thì là cũng thiêu đốt phiền não tham lam sân hận si mê. Thì khổ hạnh ở đây đó mình đừng có hiểu theo cái nghĩa là khổ hạnh ép sát, mà khổ hạnh ở đây đó là sống khổ hạnh hướng đến từ bỏ tham lam sân hận si mê. Vậy thì hướng đến từ bỏ tham lam sân hận si mê đó đó chính là sự nhẫn nại và sự chịu đựng. Thì nhẫn nại, chịu đựng, kham nhẫn mình hiểu đó là đồng nghĩa, là nghĩa tương đương. Dạ, đồng nghĩa là nghĩa tương đương. Vậy thì kham nhẫn là sao, xin thưa quý vị? Kham nhẫn hay là sự nhẫn nại nè. Trong cuộc đời đó mình hay nghe người ta nói đó là gì, nhịn đó thì là nhục, mà không có nhịn đó thì bị đục. Theo bà con đó là khi mà mình nhịn đó, có nhục không? Rồi để mà nhịn được nè, để mà nhẫn được nè, thì khó hay là dễ? Cần phải như thế nào thì mình mới nhịn, mình mới nhẫn được? Thì nhẫn hay nhịn ở đây là nhẫn nhịn cái gì? Nhẫn nhịn với các cái khó khăn ở trong đời sống của mình. Nhẫn nhịn với nghịch cảnh ở trong đời sống của mình. Như là gì? Mình thiếu ăn thiếu mặc nè, mà mình nhẫn mình nhịn được nè. Mình thiếu các cái nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của mình, nhưng mà mình vẫn nhẫn nhịn chịu đựng được nè. Mình bị người ta chê coi thường mà mình vẫn nhịn nhẫn được nè. Thì đó xem như đó là mình có cái pháp thanh tịnh, hay là có cái pháp tiết tích cả. Vậy thì làm sao để mình có được những cái đó, xin thưa quý vị? Mình phải có cái sự hiểu biết tương đối đó. Thì mình mới có thể nhịn được, mình mới có thể kham nhẫn được. Chứ còn này ha, nếu mà mình không có một cái sự hiểu biết tương đối thì xin thưa quý vị, ở trong đời sống này nè ha, ai cũng vậy, cũng mong muốn là gì,
mình bằng ta hoặc là mình hơn ta. À, chứ không có ai chịu kém cả. Điều đó có nghĩa là cái gì? Cứ hễ là phàm phu thì ai cũng có cái ngã hết. À, ai cũng có ngã mạng cả. À, ai cũng có cái tôi, cái ta hết. À, thành thử ra là gì? Người ta đập mình cái đó mà bắt mình nhịn đó là hơi khó. Người ta chửi mình cái mà bắt mình nhịn là hơi khó. À, người ta chê bai mình mà bắt mình nhịn là hơi khó. À, như là mình cùng đồng trang lưới với người ta này nha. À, nhưng mà người ta có cái ăn, có cái mặc, còn mình là gì? Thiếu ăn, thiếu mặc nữa, mà biểu mình cam chịu đó là cũng hơi khó. À, người ta cũng trang lưới với mình nè ha, mà người ta có vợ đẹp con ngoan hoặc là chồng giỏi con ngoan ha, nhà cao cửa rộng ha, mà mình không có mà bắt mình phải cam chịu đó là cũng hơi khó. À, vậy thì để nhẫn được nè, để chịu được nè, để nhịn được nè, thì buộc lòng mình phải có một cái sự hiểu tương đối. Hiểu như thế nào? Mình không tạo thì mình sẽ không có. À, mình có tạo đó thì bây giờ mình mới có chứ. À, điều đó có nghĩa là cái gì? Mình phải hiểu theo góc độ nhân quả nghiệp báo. À, đời xưa kiếp trước mình đã từng tạo phước. À, thì đời này tất yếu nhân phước đó sẽ trổ cái quả phước để khiến cho mình gì? Có được nhà cao cửa lớn. À, có vợ đẹp con ngoan. À, có chồng giỏi con ngoan. À, rồi là gì? Được người ta tôn trọng, kính trọng, người ta không có chê bai, chửi bới, vân vân. À, còn đời xưa kiếp trước mà mình không có tạo phước, tức là gì? Mình đời xưa kiếp trước đó mình không có bố thí, đời xưa kiếp trước mình không có giữ giới, đời xưa kiếp trước mình không có tu tiến, mà đời này nè ha, mình mong muốn là gì? Cái gì mình cũng có. Thì thử hỏi bà con chứ có hợp lý không? Không, làm sao hợp lý được? À, giờ mình không học hành chi cả đó mà mình đòi trở thành bác sĩ, mình đòi trở thành kỹ sư, mình đòi trở thành đó là giáo sư thì là làm sao có được? À, phải gieo nhân thì mới có được quả. Đó, mình hiểu ra được vậy thôi. Thì lúc đó đó mình mới có thể nhịn được. À, chứ mà mình không hiểu ra được vậy đó thì khó lắm, xin thưa quý vị. À, như chúng tôi ở trong chùa hồi hồi trước đó, hồi cái thời còn sư Thiện Minh, à, thì chưa tăng độ khoảng 40 vị. À, mà đâu có phải là ngày nào cũng có người đến thỉnh đi trái thắng. À, thì lâu lâu mới có người thỉnh đi trái thắng. À, rồi lâu lâu mới chùa này chùa kia người ta mới thỉnh đi trái thắng. Thì 40 vị đó là mình phải luân phiên. À, đến phiên ai thì người đó đi. À, rồi. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là cuộc đời này nó đâu có luôn luôn lúc nào cũng công bằng vậy đâu. À, cứ hễ mà phàm phu thì nó vẫn còn có cái gì? Tư vị. À, do thương, do ghét, do sợ hãi, do ngu si, đại loại vậy. À, thì có thể đó là gì? Có người sẽ được tỉnh đi liên tục. À, còn có người còn có vị đó thì không có được đi. À, thì bắt đầu là gì? À, tùy mình ở cái địa vị nào. Ví dụ như là mình ở cái địa vị là giảng sư, pháp sư trong chùa. À, mình có cống hiến cho chùa này kia kia nọ. Vậy mà tại sao đó là chư tăng đi cúng đi quải đi này kia kia nọ đó mà lại không kêu mình đó? Thì lúc đó là sẽ dễ dàng gửi lên cái sự tự ái. À, sẽ dễ dàng khởi lên cái sự bực bội. Thì quý vị có không? Có chứ làm sao không được. Toàn mà. À, thì để mình nhận được nè. Để mình nhận được nè. À, thì buộc lòng là gì? Mình phải có một cái sự hiểu biết tương đối. Rằng là cái quả phước nó chưa có trổ sanh đến cho mình. Thì bây giờ mình ép làm sao mà được. À, cái quả này nó trổ sanh đến cho những cái người khác. À, thì để nhẫn nại được, buộc lòng mình phải có một cái sự hiểu biết tương đối vậy đó. À, thì lúc đó mình mới nhẫn được. À, và cái nhẫn đó đó ha, khiến cho mình đó, theo quý vị là càng ngày sống càng tốt hơn không? Tốt hơn chứ. À, khiến cho mình là gì? Sẽ không có đứng núi này trong núi nọ.
khiến cho mình đó sẽ không có bực bội nè, than phiền nè, oán trách nè, đổ thừa nè. À, từ cái chỗ đó đó là mình thấy là gì? Lòng sân hận có phải là càng ngày nó càng giảm bớt không? À, lòng tham lam đó, đứng núi này trông núi nọ đó, có phải là càng ngày nó càng giảm bớt không? Thì nhẫn nại, chịu đựng đó là pháp thiêu đốt tối thượng vậy đó. Tối thượng là như vậy đó xin tôi. À, câu thứ hai. Niết bàn năng paramang qua đàm thì Buddha, chư Phật nói rằng niết bàn là tối thượng. À, thì niết bàn dĩ nhiên là tối thượng rồi. Bởi sao ạ? Niết bàn là dịch âm, mà mình hiểu dịch nghĩa đó là sự vắng lặng sự tịch. À, thì sự vắng lặng sự tịch tịnh này nè, có hai là sự vắng lặng, nó gọn đó. Có hai là sự vắng lặng sự tịch tịnh của phiền não. À, khi nào mình sống đó mà không còn bị chi phối bởi phiền não đó thì đời sống của mình an lạc vô cùng. À, lúc đó đó mình sẽ không còn lo, không còn nghĩ nè, không còn mâu chi cả. À, thì thử hỏi quý vị đó, đời sống vậy có an lạc không? Có phải là tối thượng không? À, rồi sự tịch tịnh vắng lặng của các hành, hay là sự tịch tịnh vắng lặng của pháp hữu vi, tức là không còn sự sanh sự diệt của danh và sắc đó. À, thì đó có nghĩa là vô dư ý niết bàn đó, tức là niết bàn rốt ráo đó. Thì khi đó, đó là an lạc tột cùng rồi, an lạc lớn hơn nữa rồi. À, thành ra đó niết bàn là tối thượng là như vậy. À, đến câu thứ ba. Nahi papachito paru pakhati. À, nếu mà còn làm người, còn làm hại người khác đó, à, còn phá thách người khác đó, thì không phải là bậc xuất gia. Thì bậc xuất gia là gì xin thú vị? Papachito, papachati là xuất gia. À, xuất gia ở đây đó là gì? Từ bỏ ác, à, thì gọi là bậc xuất gia. À, cho nên là gì? Để được gọi là bậc xuất gia thì người đó đó phải là người từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh thì mới được gọi là người xuất gia. Còn khi nào đó mà mình vẫn còn thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh thì không được gọi là người xuất gia. Điều này có nghĩa rằng người tại gia cư sĩ của chúng ta này, khi chưa đi vô chùa mà cạo đầu đắp y đó, mà mình cũng có từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh thì mình cũng được gọi là người xuất gia. Chứ không cứ chi người cạo bỏ râu tóc mà rồi đắp y lên đó thì mới được gọi là người xuất gia đâu. Người cạo bỏ râu tóc đắp y lên đó thì chỉ mới được gọi là người xuất gia theo hình thức, chứ còn xuất gia theo nội dung đó là chưa. Chúng ta nhớ đó, Đức Thế Tôn ngày dạy có bốn loại xuất gia hay là có bốn loại tu đó, có bốn loại xuất gia. Một là gì? Hình thức xuất gia nhưng mà tâm, à, hình thức xuất gia và tâm xuất gia. Thứ hai là hình thức chưa xuất gia và tâm cũng chưa xuất. Thứ ba là hình thức xuất gia nhưng mà tâm chưa xuất gia. Thứ tư đó là hình thức chưa xuất gia nhưng mà tâm đó thì xuất gia. Trong bốn hạng người này nè, Đức Thế Tôn ngày tán thán nhất là cái hạng người hình thức có xuất gia và tâm cũng có xuất gia. Nếu không đạt được hạng người này thì Đức Thế Tôn ngày khuyến khích là nên đạt được cái hạng người hình thức chưa xuất gia nhưng mà tâm có xuất gia. Tâm có xuất gia, tâm có xuất gia có nghĩa đó là tâm không còn bị bận nhờ cấu quế của tham lam, sân hận, si mê, từ chỗ đó mà hiện bày ra bằng thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Thân ác hạnh tức là gì? Là còn đánh đập nè, giết hại chúng sinh khác. Khẩu ác hạnh đó là gì? Là còn nói láo nè, còn nói hai lưỡi nè, còn quát tháo chửi bới mắng nhiếc nè, còn nói móc nói meo nè. Ý ác hạnh đó là còn suy nghĩ liên quan đến tham lam, sân hận ác, tà kiến ác. Với những ai mà đang từ bỏ hoặc là đã bỏ, không còn thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh vậy đó, thì được gọi là Papachito.
Còn những ai đó còn còn có thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh vậy đó thì không có được gọi là bậc xuất gia. Cuối cùng Samano hồ tiếp ba rằng quý hệ thay dành tù ta môn đó là không có hãm hại người khác, không có làm phương hại đến người khác. Vậy thì sa môn là gì? Tịnh hạnh gọi là sa môn. Tịnh hạnh ở đây đó là thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh. Hay mình nói một cách khác là tâm của vị này là đạt đến ở chỗ trong sạch thanh tịnh, đó thì được gọi là sa môn. Tâm đạt đến chỗ trong sạch thanh tịnh tức có nghĩa là gì? Tâm của vị này không còn các bận như cấu quế, không còn tham lam, không còn sân hận, không còn si mê. Từ chỗ đó đó mà đời sống của vị này nè, sở hành hành vi lối sống của cái vị này nè là không có liên hệ đến tham, không có liên hệ đến sân, không có liên hệ đến si. Đời sống của phàm phu vì còn có liên hệ đến tham cho nên mình phải bươn chải, mình phải lừa lọc, mình phải mang trá gian trá để có được cái mình cần. Phàm phu đó là vì còn sân hận là cho nên bực bội tức tối nè, đánh đập chửi bới cướp đoạt của người ta. Còn sa môn đó là người tâm còn tham lam sân hận, còn si mê, vậy thành ra người ta đâu có tâm cầu cái gì nữa. Từ chỗ người ta không có tâm cầu cái chi thì thành ra là người ta cũng không có bất mãn cái gì cả. Thì theo quý vị, với người vậy thì còn có hãm hại chúng sinh khác không, có lừa dối chúng sinh khác không, có đánh đập giết hại chúng sinh khác nữa không? Không. Ai mà có cái sở hành vi lối sống vậy đó thì được gọi là sa môn. Quý vị nếu mà có cái sở hành vi lối sống vậy đó thì quý vị cũng được gọi người tại gia cư sĩ đó cũng được gọi là sa môn, người tại gia cư sĩ cũng vẫn cứ được gọi là bậc xuất gia như thường. Thì cái câu kệ này nè là cái lời Ubosatha của Đức Phật và chư thánh tăng thời kỳ đầu. Cứ căn cứ vậy thôi, chư tăng thực hành theo. Sau này đó thì bắt đầu là mới như lúc mà dẫn nhập đó chúng tôi nói đó, phàm vô nhiều quá đó, có quá nhiều lỗi lầm đó, thì lúc bấy giờ Đức Phật mới cấm chế được nhiều lên đó, thì giới luật mới đẻ ra nhiều giống giờ đến 227 điều. Và 227 điều này mỗi một kiểu Bồ Tát mà tụng hết đó, thì gần cả tiếng đồng hồ. Thì đây là câu kệ này đó ha, là một trong ba câu kệ được ghi ở trong cái bài kinh gọi là Giải Thoát Giáo. Đây được xem như là kim chỉ nam của đạo Phật luôn đó. Đây cũng là cái chỗ ha để chúng ta căn cứ xác định rằng người có tu hay là người không có tu. Chúng tôi có một số lời như vậy để trình bày về câu kệ Pháp Cú số 184 này đến tới đạo tràng chúng ta. Xin được chấm dứt thời giảng với đề tài là câu kệ Pháp Cú số 184 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật Pháp. Phước báo của sự giảng Pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy ý được, xin hãy tùy ý để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn và kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho tâm chúng con được trọn vẹn phước báo. Và kính dâng ít đến Đại Đức Tuệ Đức.
Và chúng con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và chúng con kính dâng mít đến Đại Đức Tuệ Đức. Và con kính thỉnh Đại Đức Minh Mẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn. Chắc là sư Tuệ Đức bận ở đâu rồi, chúng tôi xin được phúc chúc đánh rung để hoàn mãn buổi sinh hoạt hôm nay. Kanto sevata sabba bhuta nupa vena sabba dhamma nupa vena sabba sangha nupa vena sada sote bhavantu te. Cầu xin cho quả phụ tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính ơn Đại Đức Minh Mẫn. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên định xa người yên hằng ngày, người nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng sinh hội họp về sẽ dùng pháp thi tiền bề cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nao phước hằng hà xa, tỳ khư chẳng luận trẻ già, cao hà trung hà hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương, chung sanh bốn loại thông thường, nõn thai thấp quá khi nước pháp là